Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Long Đức 3. Đồng Nai hoàn thành chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ngành nông nghiệp thuộc top đầu về mức tăng trưởng của tỉnh. Đồng Nai tiếp tục có mưa to và dông trong tuần tới. Nguyễn Thùy Linh dừng bước tại giải cầu lông Mỹ mở rộng. Phóng sự chiếc xe gom rác của cựu thanh niên xung phong. Ngày 14 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định 842/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Đức 3. Cụ thể, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là công ty cổ phần khu công nghiệp Long Đức 3. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với quy mô sử dụng đất của dự án là 244,5 ha. Vốn đầu tư của dự án 1.800 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 270 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 14 tháng 7, 2023. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Theo Sở Giáo dục Đào tạo, công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Đồng Nai đã hoàn thành và sẽ chính thức công bố vào 8 giờ sáng 18 tháng 7, theo chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo, với 183.000 bài thi, ngoại trừ môn ngữ văn làm theo phương pháp tự luận, được 400 giáo viên tham gia chấm, các bài thi còn lại chấm bài theo phương pháp trắc nghiệm, được chấm tự động bằng máy. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Đồng Nai có trên 33.000 thí sinh đăng ký dự thi, là tỉnh có số lượng thí sinh dự thi đông thứ 5 cả nước. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Đồng Nai GDP đạt khoảng 20,8 ngàn tỷ đồng, tăng 3,62% so với cùng kỳ. Tỷ trọng chiếm 9,54% tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Nông nghiệp là lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao thứ hai của tỉnh sau ngành dịch vụ. Trong đó, chỉ tính riêng ngành chăn nuôi, so với cả nước, ngành chăn nuôi của Đồng Nai đang đạt mức tăng trưởng khá. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt hơn 14,4 ngàn tỷ đồng, tăng gần 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Hiện tổng đàn heo khoảng 2,35 triệu con, đàn gà khoảng 25 triệu con. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, dự báo từ ngày 14 đến 20 tháng 7, thời tiết tại Đồng Nai, ban ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Dự báo lượng mưa từ 30 đến 150mm, nhiệt độ trung bình 26 đến 28 độ C, cao nhất 33 đến 35 độ C và thấp nhất 22 đến 24 độ C. Sáng 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam, sau một giờ tranh tài tại vòng tứ kết của giải cầu lông Mỹ mở rộng, Nguyễn Thùy Linh, vận động viên của Đồng Nai đã để thua hạt giống số 1 của mùa giải là Ratchanok Intanon, vận động viên của Thái Lan với tỷ số 1-2. Tỷ số các set đấu lần lượt là 21-14, 16-21, 7-21. Với việc dừng chân ở tứ kết, Thùy Linh sẽ nhận được 1.260 đô và tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng các tay vợt nữ hàng đầu thế giới. Trước đó, ngày 8 tháng 7, tay vợt số 1 Việt Nam cũng đã phải dừng bước ở tứ kết giải cầu lông Canada mở rộng. Xã Gia Tân Ba, huyện Thống Nhất. Những con đường không lớn nhưng sạch đẹp. Ở đây người ta phân loại rác. Túi màu xanh cho rác thải không phân hủy, còn túi màu trắng cho rác thải hữu cơ. Để tạo được thói quen này, có vai trò không nhỏ của ông Vũ Phi Hùng và tổ vệ sinh môi trường, mà nòng cốt là các cựu thanh niên xung phong. Tổ vệ sinh chúng tôi ở môi trường đi lấy rác mà tôi cảm thấy sao, có lấy được sạch sẽ không hay là có gì phàn nàn không thì cho tôi biết để tôi khắc phục lại. Vệ sinh môi trường của xã thì thấy là rất là tốt, rồi các chú làm rất là sạch đẹp môi trường, rồi các chú đi làm rất là gọn gàng sạch sẽ. Rồi được tuyên truyền là phân loại rác, rất là hài lòng về vệ sinh môi trường của xã. Những năm cuối thập niên 70, ông Hùng tham gia thanh niên xung phong, làm nhiệm vụ ở biên giới Tây Nam. Hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về địa phương xây dựng kinh tế. Xã hội phát triển cũng là lúc vấn đề rác thải, vệ sinh môi trường phát sinh. Nên 12 năm trước, ông Hùng bắt đầu tham gia thu gom rác và được địa phương tin tưởng giao việc. Ban đầu là chiếc xe tự chế, tới xe ba gác, và bây giờ là một chiếc xe ép rác có giá hàng tỷ đồng. Tuổi trẻ, hăng say lên đường, làm nhiệm vụ, không quản nề hà một vấn đề gì hết. Sau khi về đây, tuổi cao sức yếu rồi, nhưng mình anh em chúng tôi còn cảm thấy sức lực còn, thì còn làm phụ cho con, cho cháu, cho gia đình, để các cháu nói theo, để sau này, để theo cái gương của các anh em thanh niên xung phong, các lớp đại năng này trước.
ở xã Gia Tân Ba, hình ảnh ông Hùng cùng tổ vệ sinh môi trường và chiếc xe gom rác đã trở nên quen thuộc. Nhưng không phải ai cũng biết, ông làm việc tốt cho đời với tâm thế của một người cựu thanh niên xung phong. Và nếu ai đó nhận ra, thì có lẽ cũng là nhờ màu xanh của chiếc áo thanh niên xung phong.